hôm nay ngày à, nội ngoại buổi tiệc trên trời dưới nước nghĩa là bữa nay ngày mùng ngày 9 tháng 4 ngày 23 ngày lễ à, lễ phục sinh ha? Chúa tái lâm <laughs> lễ Easter là Chúa tái lâm ở nơi này là Thiên Long cung ở Thiên Long Sơn thì Thiên đình Thiên Long Cung là có cái bờ sông <laughs> Sông là Mấy vị ở dưới nước Cần có nước Rất là quan trọng Mấy vị lên đây Thì cái này gọi là Thiên Long Cung Thì à, lâu lâu về đây à, Thăm mấy vị dưới Long Cung Rồi làm buổi tiệc Buổi tiệc hôm nay là Bữa nay bốn chục bàn không có À, bữa nay bữa tiệc à, đại mấy vị à, binh tôm tướng cá 35 bàn với à, mấy vị ở Thiên Long Giang là Ngạ Hồ với mấy ông rồng. Tổng cộng 35 bàn. Thì thường ấy, mình đã tiệc cho những vị dưới lông cung ấy, là phải có nước thì cái nơi này là ở trên trọn nó có cái bờ sông để cho những tiên chúng mà dưới nước ấy, họ lên xuống cho dễ nước đối với người lông cung cũng như là không khí của mình vậy đó thì gần nước đây là houston tiểu bang texas của mỹ thì ở đây cũng con cháu họ thiên con ông trời con của long dương thì mỗi lần về đây thì có cha mẹ vợ với thượng đế với cha mẹ cũng về đây vui vẻ vui vẻ cùng với mấy vị ở dưới nước lên vui với mấy vị trên trời và đồng thời à, chiến tranh và nạn đói của thế giới cơ vận đã đi đồng bộ rồi tại sao không quay xéo không không quay ngày hả không muốn quay sao tùy con máy của không, không cơ vận đi đồng bộ cho nên sẵn một công hai ba triệt vừa đã tiệc vui vừa xin sỏ luôn thì kỳ bữa nay xin xỏ cho chiến tranh sớm qua mau để cho dân Việt bớt khổ Thì cứ dây dưa hoài Kinh tế Việt Nam không có lên Chế độ còn nằm ị đó hoài Lâu quá dân khổ Cho nên khấn cho nó mau qua Chuyện gì đến thì đến Đến là đến cho lẹ luôn Chứ Để càng lâu Thì người nghèo càng khổ Chứ người giàu họ giỏi lắm là chỉ có mẹ mẹ mấy tiền lẻ của họ thôi còn nghèo á ngày sống qua ngày á là đói chết đói cho nên tâm từ bi chịu không có nổi thì bữa nay lễ phục sinh là ngày 9 tháng 4 năm 2023 thì khấn cho nó qua mau à, không bệnh thì thôi bệnh thì giải cảm cho nó lẹ luôn phải không còn 30 tháng 4 ở tại núi Thiên Long Sơn miền Bắc California làm cái buổi lớn hơn cũng khấn khấn cho nó qua mau rồi thì họ thiên mà khấn á thì động tới cha Thế cha là người 20 phần trăm quyết định nha quý vị đức thầy nữa chứ không phải mình mỗi một chúng ta hôm nay trên thế giới con cháu họ thiên biết được cơ trời cơ vận không thể thay đổi được thì vì chúng ta những người có chánh kiến chúng ta biết được có cha mẹ còn những người không có chánh kiến họ không có hiểu thì cho nên tất cả những lời này nhắn nhủ tất cả con con họ thiên trên thế giới đó, là phải gán khấn thắng cho chiến tranh sớm qua mau À, sớm hết bệnh tật bốn mùa mưa thuận gió hòa trở lại à, công an việc làm quán xá chợ búa ở sài gòn tấp mau tấp nập trở lại kinh tế mau trở lại công ty cơ xưởng mau trở lại đức thầy sớm xuất hiện à, đó là những lời những lời nhắn nhủ và chúng ta phải tự đứng lên với đôi bàn chân của chúng ta tự đốt đuốc chúng ta không có thể nằm đó mà chờ đức thầy đức thầy sẽ không xuất hiện nếu chúng ta không tự đứng lên đó là lời ở trên đã nhắn như vậy tất cả gì dân do dân hết ý dân là ý trời còn ý dân mà nằm ù lì ở trên giường á mà ngồi đó chờ thì đâu phải là ý cha đâu phải nên nhớ có nguyên tắc đó nha thì có bấy nhiêu lời À, nhắn nhủ các con họ thiên trên thế giới qua kênh của đệ tử à, mong mọi người cùng cầm cây nhang ra khấn cho mưa thuận gió hòa chung quy lợi cho mưa thuận gió hòa cho chiến tranh sớm qua mau cho bệnh tật hết cho kinh tế toàn cầu sớm trở lại phục hồi để cho mọi người bớt khổ cho những Phật Thánh Tiên Trong đó có Đức Thầy là người Lập ra cái màn này Hội Long Hoa sớm xuất hiện Ở nước Việt Cho 6 triệu Trâm Hiền Mau trở về nước à... Cho tất cả những người Việt hải ngoại Đoàn kết Những phe, những nhóm Những hội đoàn không còn hận thù, không còn theo cái uh, uh, lý luận lập trường cứng rắn của mình nữa mà phải theo thiên ý. Thiên ý có nghĩa là uh, mình phải thuận theo lòng người, chứ mình không có theo cái ý mình, không có phe nào hết, chứ. chỉ có phe ông trời mới là sẽ cuối cùng sẽ thắng thôi còn ngoài ra tất cả phe gì cũng sẽ thua hết đó là, là thật là thật việc thật đừng có mất thời gian nữa đừng có chống với cha nữa làm ơn còn lại luôn á đừng có nghịch thiên nữa nghe bốn năm rồi thượng thiên nghịch thiên thượng thiên nghịch thiên mà cứ không có hiểu gì chứ cứ tối ngày cứ lo theo ý mình không là nghịch thiên thượng thiên là thượng với lòng người thượng với lòng dân còn nghịch thiên á là theo phe nhóm của mình, theo ý nghĩ của mình, theo cái trí tuệ của xác phàm của mình, thế gian làm sao bằng suất thế gian? có bao nhiêu nó cũng không hiểu. Đó như là Phật, rồi con cứ mình uh, có nhắn nhủ mấy lời uh, nhớ khắn để cho chiến tranh sớm mô mau tới là sẽ tới rồi đó. Bữa nay là B 52 với uh, đại thất hàm đội của Mỹ đầy ở bên uh, biển đông rồi. À, do thái cũng dội bom bên đó rồi cho nên cơ vận đi rất là không có sai chỉ có bị trễ lại là gì không có cho bom hạt nhân và không có để cho nhiều người chết chóc sẽ bớt có cái số lượng là 10 chết 7 còn 3 nhưng mà mới chớp mắt đó, mình đã chết mấy chục triệu người covid chớp mắt cái diều hàng với nghe bữa giờ chết cũng bốn năm trăm nghìn người rồi đụng cái, cái thằng thổ nhĩ kỳ bị động đất là vì cái tội nó cứng đầu không đồng ý cho ba lan à, nhập khối nato hôm nay à, cuối cùng rồi nó cũng thận ý trời ba lan cũng đã nhập vô khối nato nhưng mà nó cũng đã bị trận phạt đó là cũng cả trăm nghìn người chết động đất tổn thất của những thành phố đổ nát biết bao lớn đó là tự vì lúc đầu nó nghịch thiên nghịch cũng đâu có được Chết thì cũng đã chết rồi nhà cửa cũng động đất ở trên phạt á còn nước việt mình á, là được uh, bề trên phong xuống phong gào lại phong ấn lại như chiếc xuồng ba lá ở phía sau chiếc ghe chài thôi à mà chiếc ghe chài là thằng chung cộng bụng bự cái chài bầu á thì ghe chài này thấy nào á, cũng bị chìm chìm là chia năm sẽ bảy thì chiếc xuồng con ba lá phía sau cũng sẽ tự động đứt dây cờ cờ bơi cờ bơi ra một mình vậy đó sáu à, triệu trên hiền hải ngoại sẽ đoàn kết với quốc nội sẽ về lập lại à, hội long hoa hội anh tài lập lại nhà trần thời xưa à, đoàn kết từ lớn tới nhỏ cùng một lòng chống ngoại bang để cho nước Việt không có bị chung cộng thôn tính lấy lợi hoàng sa trường sa của mình lấy lợi uh, ải nam quan lấy lợi những cái gì mình mất lấy lợi biển đông miền trung để cho dân có công ăn việc làm đuổi formosa ra khỏi nước những chất độc những công ty trung quốc mà chế tạo hóa chất cho nó đi hết uh, làm những lời là chuyện để mà rạng danh con rồng cháu tiên sáng ngời, lưu truyền 3.000 năm lịch sử nhân loại, gán lên, đó là sự thật, đó là thiên ý. Dạ, dạ, phụ, kính kính hỏi sư phụ, bây giờ những người người ta ở nhà, thì người ta cầu nguyện là nên cầu nguyện cho chiến sanh sớm xảy ra và nó nhẹ bớt hay là mình nên cầu nguyện cho chiến tranh không xảy ra ha sư phụ Ồ ừ, nói rồi giờ mình có cầu nguyện chiến tranh không xảy ra thì nó cũng phải xảy ra thì thôi chứ sao nó cũng xảy ra mình chỉ mong mình cầu nguyện cho nó xảy ra sớm và bớt chết chóc chứ còn nó cứ hiện bây giờ ở mình đang nước việt đang mình là người việt đúng không Sư phụ đầu thai là mang mang dung mạo người việt thì một cái màn phim nào thì sư phụ tập trung cái màn phim đó bữa nay phim của việt nam thiệt là sư phụ là việt nam thì việt nam bây giờ đang ở thất thế công ty hãng xưởng chợ búa à, sài gòn điều hiêu bến thành à, điều hiêu quạnh hiêu nhà cửa kinh tế à, dân ở miền quê à, từ miền trung miền bắc miền tây gì à, cũng không có việc làm đang đói thì mình đang ở thất thế thì mình phải mong cho nó qua chứ khó mà tránh khỏi chiến tranh thứ ba à, khi chiến tranh xảy ra đa số là do kinh tế toàn cầu bị bế tắc đệ nhị thế chiến cũng là do kinh tế toàn cầu bế tắc đệ nhất cũng vậy bây giờ đệ tam cũng vậy chứ giờ mình có kháng không có chiến tranh thì cái chuyện đó sẽ không có kháng nổi là vì uh, cơ trời mà chúng sanh chúng ta Làm quá nhiều tội lỗi, quá nhiều ác Cho nên cái trượt ở trong cái bầu không khí Của qua địa cầu này nó rất là nặng Chỉ có Hội Thiên hôm nay Có sư phụ uh, nhận lệnh của cha Có một cái nhiệm vụ lớn Để mà chỉ hướng đi cho đúng Cho nhân loại, để cho Phật Di Lạc ra đời Đạo Thiên Tâm là của Phật Di Lạc nha Ngài sẽ dùng dấu hiệu Thiên Tâm để mà thống nhất tất cả các đạo trong tương lai thì phải có một màn không có cái gì mà không có cái vinh quang phồn thịnh nào mà không có sự đổ nát hết đó là đó là chiến tranh thứ ba phải xảy ra thì mình khấn khấn cho ma hoa và bớt chết chóc đó là cái nhiệm vụ của chúng ta chúng ta không có cản nổi chỉ mong những cái người vô không hiểu xưa giờ không hiểu mong cho họ hiểu họ phải chánh kiến để họ quay đầu cho kịp thêm một cây đuốc đốt cái màn vô minh của ba địa cầu này tốt hơn là, 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 là thêm thêm một cái làng khói đen một là giúp hai là hại thì mình kéo được nhiều người có chánh kiến để mà hiểu hiểu cái thời đại tận thế này phật thánh tiên hạ phàm để cứu rỗi nhân loại thì mình nên khấn khấn càng sớm càng tốt quay đầu càng sớm á thì có lời lạc cho bản thân mình cho gia đình mình cho dòng họ mình cho cử quyền mình cho dân tộc mình cho thế giới thì quay đầu mau lẹ lẹ còn quay đầu chậm thì mình hiểu cái chuyện sao á Châu đục, châu dại thì đi uống nước đục làm sao á, châu khôn là uống nước trong, vậy đó, câu đó đó, ráng lên.